Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh em đang ngồi cùng với lại anh Tuyến, một trong những người mà chuyên về đầu tư bất động sản ở Vân Đồn. Và anh Tuyến là một trong những cá mập tại Vân Đồn. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về đất Vân Đồn thì có thể alo trực tiếp cho anh Tuyến. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là tại sao anh Tuyến lại rất thích và đầu tư nhiều vào đất Vân Đồn như hiện nay. Thì xin anh Tuyến cho biết là cái điều gì ở Vân Đồn mà nó giúp cho bất động sản ở Vân Đồn tăng trưởng trong thời gian tới mà anh đầu tư nhiều đến đó? Cái về tổng thể đó thì mình lại nhắc lại hôm qua thì đấy, thì quy hoạch của Vân Đồn thì tất cả mọi người cũng rõ ràng là chủ yếu phê duyệt đến năm 2040 rồi. Sau này sẽ là một trong những cái mà đất nước phát triển nhất của châu Á Thái Bình Dương. Thì đấy, thì cho nên là mọi chi tiết về quy hoạch thì được nghiên cứu rất là bài bản và có sự phát triển tăng trưởng, phải nói là vượt bậc. Thì người ta bắt đầu người ta huy động các nguồn đầu tư lớn của các đoàn về đây được. Thế thì theo anh là mình nên đầu tư vào các cái đất vùng quy hoạch của Vân Đồn hay là mình đầu tư vào đất mà khu dân cư đang hiện hữu ở tại Vân Đồn thì nó sẽ tốt hơn? Cái này là trường phái của mỗi người đó. Anh thích đất dân thì anh đầu tư đất dân, em thích đất dự án thì em thì đầu tư đất dự án. Thế theo quan điểm cá nhân của riêng anh thì anh thích là mua đất của dự án có sẵn, đã có công hộ vỉa hè và có đường sẵn, hay chúng ta mua đất của dân sau đó thì chờ đường quy hoạch của dân để chờ tăng giá? Như mình hiện tại cũng kết hợp cả hai, là mình sống ở đất dân nó nhiều rồi thì đường nó nhiều, nó rất là nhỏ thì mình cũng nó không khí nó thoáng lên thì mình cũng muốn ra các dự án để cho đường nó rộng, nó rộng thì mình thích hơn. Đấy là quan điểm của mỗi người thôi, nhưng mà đất dân thì nó cũng tương đối là rẻ, chứ không phải là đắt như dự án. Em thấy có một số những cái vùng quy hoạch mà nó xa ở trung tâm huyện, nó cách trung tâm huyện khoảng độ 15 cho đến 20 cây thì giá đất ở đó thì nó vẫn còn đang rất là rẻ, đâu đó khoảng độ 2 triệu rưỡi 3 triệu một mét. Thì với quan điểm của anh thì chúng ta nên đầu tư rất xa một chút và có đón những cái gọi là đón đầu các cái dự án quy hoạch của huyện, sau đó thì chúng ta khi mà cái dự án về đất tăng giá thì chúng ta bán đi, chúng ta tìm những vùng khác. Thì theo quan điểm của anh thì đầu tư những cái vùng đất ngoại vi của huyện như vậy thì có tiềm năng không? Cái này thì những quan điểm của từng người hoặc là tài chính khác nhau. Tài chính của nhiều người nào đó đã nhiều rồi thì họ nên tìm những khu vực xa xa tí để cho người ta đợi trong vòng 5 năm, 10 năm, cái giá nó sẽ nhân lên rất là nhiều ích. Và tìm những cái chỗ mà nó đã quy hoạch 5 năm, 10 năm thì công bằng được là nó chắc chắn rồi, nhưng mà phải những cái chỗ mà nó quy hoạch của tương lai rất là tốt ở những chỗ đấy. Đấy, còn nhưng mà có những nhiều người ví dụ là ít vốn chẳng hạn thì họ sẽ tìm cái ngách tăng trưởng. Tăng trưởng có nghĩa là càng tiền quay vòng nhanh càng tốt. Trong vòng 1 năm họ có thể họ quay vòng được 20-30% cái số lãi vốn của họ. Đấy, thì những cái đấy thì họ ưu tiên đất dự án hoặc là những cái vùng ven biển, vùng trung tâm hơn.